Herzlich willkommen auf dem Münchner Oktoberfest. Die größte Volksfest der Welt. Chào mừng các bạn đến với lễ hội tháng 10, lễ hội dân gian lớn nhất thế giới. Năm nay có tới hơn 7,2 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Munich dự hội. Lễ hội Oktoberfest được tổ chức vào cuối tháng 9 và kết thúc vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 tại thành phố Munich, Bavaria, tại bãi cỏ Theresien, nơi từng diễn ra lễ cưới hoàng gia, khởi nguồn của lễ hội vào năm 1810. Đây là dịp để mọi người cùng nhau uống bia, thưởng thức ẩm thực, nhảy múa, hát hò và tham dự vào những lễ diễu hành đầy màu sắc. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng loạt thiếu nữ xinh đẹp trong những bộ trang phục truyền thống của vùng Bavaria. Lễ hội Oktoberfest được bắt đầu với màn diễu hành của chủ các căn lều bia và đại diện của nhiều nhà máy bia khác nhau trên những chiếc xe ngựa được trang trí đẹp mắt. Sở dĩ lễ hội Oktoberfest nổi tiếng và thu hút đông đảo du khách bởi nước Đức vốn là vựa bia lớn nhất thế giới, được biết đến với hương vị thơm ngon đặc biệt. Trong đó bia của vùng Bavaria là ngon nhất. Trong lễ hội này có 38 lều bia sẽ được dựng để phục vụ cho du khách, mỗi lều lại có một quy mô, chức năng, trang trí khác nhau. Lều lớn nhất có thể chứa đến 10.000 người. Những chiếc lều lễ hội có hơn 13.000 người làm việc để phục vụ hơn 6 triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới trong hơn 2 tuần lễ hội. Khoảng 210 con bò và bê được bán trong lễ hội mỗi năm. Điều rất đặc biệt ở lễ hội tháng 10 là trong số hơn 13.000 người phục vụ, phần lớn là chuyên nghiệp, thì có một số người bồi bàn nghiệp dư, họ thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, có cả những vận động viên thể thao thậm chí cả giảng viên đại học. Họ đến từ khắp nơi ở Đức và ở nước ngoài. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình, có người cho biết, từ hơn 20 năm nay, họ đã đều đặn tới làm việc tại lễ hội, họ sẽ nghỉ phép trong công việc chính khi ngày hội đến. Những cô bồi bàn xinh đẹp. Trong hơn 2 tuần lễ hội, các cao thủ bồi bàn, có thể lực tốt và thân thiện, họ làm việc 14 giờ một ngày, có thể kiếm được mỗi ngày gần 1.000 euro và khoảng 15.000 euro trong kỳ hội. Nhiều người cũng nói rằng, làm bồi bàn tại lễ hội tháng 10 mang lại niềm vui và đã trở thành sở thích của họ. Một cốc bia lớn trong 16 ngày, đó là kỷ lục anh Jock Meiro, người Áo tại lễ hội tháng 10. Theo truyền thông thì Đức là nhà vô địch thế giới về uống bia và bia của Đức rất phong phú và ngon. Có trên 600 công ty và doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động tại lễ hội tháng 10, đạt được doanh số trên 1 tỷ 200 triệu euro, trên 31.000 tỷ đồng trong hơn 2 tuần lễ hội. Để so sánh, chúng ta thấy doanh số của lễ hội lớn gần gấp đôi tổng sản lượng quốc nội của Lào và lớn hơn gấp đôi tổng sản lượng quốc nội của Mông Cổ. Trong 2 tuần.
Bãi cỏ Theresienwiese, nơi tổ chức lễ hội tháng 10, chỉ có diện tích 42 hecta. Tháp rơi tự do di động cao nhất thế giới, Skifan, chỉ dành cho những người thích độ cao. Skifan là tháp rơi tự do di động cao nhất thế giới, cao 80 mét, có không gian cho 24 hành khách trên ghế của bệ vận hành bằng khí nén, và họ được kéo khoảng 75 mét lên đỉnh tháp bằng cáp thép và mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra toàn bộ Munich. Điểm nhấn: chiếc xe trượt chở khách đột ngột tách ra và lao thẳng xuống đất trong trạng thái rơi tự do mà không có dây nối, trước khi bị phanh từ nhẹ nhàng bắt lại. Bánh xe của quỷ đã xuất hiện ở các hội chợ và lễ hội dân gian từ đầu thế kỷ 20, được mến chuộng và rất phổ biến. Không có giới hạn độ tuổi cho trò chơi. Nguyên tắc rất đơn giản, người ở trên đĩa quay lâu nhất là người chiến thắng.
tại liều bia này. Một nhóm du khách người Mỹ đã từng thanh toán hóa đơn cho bia và những đồ uống bình thường là hơn 12.000 euro, 312 triệu đồng.